Xin nêu câu hỏi đầu tiên của Hoài Thịnh Phỏ. Trong tội ngũ nghịch, việc làm thân Phật chảy máu có còn phù hợp thời nay không? Người phạm tội ngũ nghịch làm các việc thiện có hết tội không? Làm sao để người phạm tội có sự an ổn để sống tốt? Về nội dung của phần 1 câu hỏi đó, thì dầu Đức Phật đã qua đời 2600 năm, thì nội dung của điều này vẫn còn hữu ích, bao gồm việc đập phá chùa, đập phá tự Phật, rồi tàn sát đạo Phật, phá những cái công trình kiến trúc mỹ thuật Phật giáo, nơi được xem là biểu tượng thiêng liêng của đời sống đạo đức, chân lý và các phẩm chất cao quý. Khi lỡ phạm một trong các tội cực trọng đó, thì về nguyên tắc ai cũng có thể sám hối. Nếu sám hối đúng cách đó, thì nghiệp chướng có thể được thuyên giảm hoặc kết thúc, lệ thuộc vào tổng thể nỗ lực của chúng ta có đúng phương pháp và nó có ngang bằng hoặc lớn hơn những nghiệp xấu ác trong nhóm tội ngũ nghịch mà mình đã lỡ tạo hay cố tình tạo. Dĩ nhiên quý vị làm các việc phước lành thì không thể thay thế được các cái tội ngũ nghịch. Vì làm phước lành thì chúng ta trổ quả phước lành, nó thuộc về tài sản và các tiện ích cuộc sống. Còn tội ngũ nghịch thì bao gồm là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, giết cha mẹ, phá bộ hợp tăng. Do đó để chuyển các nghiệp cực trọng này đó, thì chúng ta phải gieo trồng nghiệp nghiệp thiện đối lập bằng số lượng tương đương hoặc lớn hơn. Ví dụ trước đây quý vị làm sự phân hóa có một ngôi chùa, để theo đó chùa bị chia làm hai nhóm chống đối nhau, làm giảm đi sự tăng trưởng của chùa trong phụng sự nhân sinh. Thì giờ quý vị đó nỗ lực làm cho cái chùa đó phát triển lại, hay là làm một cái chùa khác mà phát triển lại từ cái sự phân hóa nào đó, chúng ta làm cho tăng trưởng Phật tử trở lại, góp phần phát triển và đóng góp Phật giáo cho dân tộc, thì cái nghiệp đó nó được bù trừ trở thành là vô hiệu nghiệp. Còn việc bố thí cúng dường với vị đạt được tài sản đâu có thể thay thế cho cái nghiệp cực trọng được. Cho nên đó, sám hối phải nên hiểu, nó gồm có ba bước. Bước một á là nhận thức tội lỗi nên cam kết không tái phạm. Thứ hai đó là thực hiện các nghi thức để phát lồ, thể hiện thái độ chân thành, tu luyện nhân tâm, phát triển đạo đức. Và thứ ba là gieo trồng các nghiệp thiện đối lập với các nghiệp xấu ác đã lỡ tạo bằng một cái khối lượng, số lượng tương đương lớn hơn. Thì phần lớn các Phật tử không tu học Phật đến nơi đến chốn đó, thì mới đạt được phần 1 và phần 2 của sám hối thôi. Thì nghiệp đó đâu giải quyết được gì đâu. Đối với phần 2 của câu hỏi đó, tu tập thế nào để cho tâm bình an trở lại? Thì cái bình an tốt nhất đó, là nhận thức rằng đó, mặc cảm tội lỗi không phải là giải pháp. Dày vò lương tâm, tự hành hạ cảm xúc của mình chứ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, nghiệp vẫn còn y nguyên. Do đó hãy nhanh chóng thực hiện phần thứ ba của sám hối, đó là chuyển nghiệp. Xin đi một ví dụ trường hợp của vua A Xà Thế.
Sau khi xoán ngôi vua cha, lẽ ra theo quốc pháp đó, là phải bị tử hình. Vua Tần Bà Sa La đó, khi biết được nguyện vọng của con mình đó, là muốn làm vua, cho nên đó, ông ấy đã không nỡ giết con. Thay vì 3 năm sau mới trao ngôi vàng, thì ông lại lập tức, đó là thả con ra và hứa cho con mình lên ngai vàng sớm hơn, chỉ trong vòng đôi ba tháng nữa đó thôi. Ai sẽ thế lại tập hợp mưu kế xóa ngôi lần thứ hai thành công, giam nhốt cha mình vào trong ngục tốt với một cái tù mỗi cạnh 60 mét, mỗi bức tường 2 mét bằng đá, bên trong có thêm một cái ngục nhỏ nữa, và hà khắc đến độ không chu cấp thực phẩm cho cha mình chết ở trong ngục. Nhưng mặc dù cái đơn vị sát hại bất hiếu tội cực trọng này chỉ là một sự sống vua Tần Bà Sa La thôi, nhưng mà vua tha chết thì lại sống một lần thứ hai rồi giam giữ trong ngục, như vậy giống như mình giết 3 lần, tội nặng lắm. Suy được đại thần Jivaka dẫn đến núi Linh Thú gặp Đức Phật để sám hối nghiệp trước đó, thì Đức Phật đã hướng dẫn phương pháp, rồi sau đó vua rất tâm đắc quay về. Thì khi mà vua A-xà thế vừa rời khỏi đỉnh núi Linh Thú, thì Đức Phật nói với tăng đoàn đó: nếu vua A-xà thế không phạm tội cực trọng giết cha để xóa ngôi, thì ngay sau khi nghe Như Lai thuyết giảng chân lý, ông ấy đã có thể chứng đắc được quả thánh thứ nhất, tức là chính thức dự vào dòng thánh. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy cái trở ngại rất lớn của nghiệp cực trọng ở ngay kiếp hiện đại này, không làm cho người vi phạm đó có thể chứng đắc được thánh quả. Thì bây giờ ở đây trong trường hợp là giết lại cha đã chết rồi, thì bây giờ đó là cứu sống mạng sống của người khác, nó cũng khó mà bù lại cái việc mà người cha nó hy sinh cho mình, tha tội cho mình, vân vân. Cho nên phải làm việc nhân từ, cứu sống mạng người nhiều hơn nữa mới có thể chuyển được gần hết cái nghiệp sát cha. Để hiểu rõ như thế thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn và không vội được. Tiến trình là chuyển nghiệp phải thực hiện đúng, chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng đó là tội tùng tâm khởi lương tâm sám tịnh thề tội tiêu vong. Cái đó không có đâu, đó là giáo dục khích lệ để cho người phạm tội không chìm vào cái mặc cảm tội lỗi và không muốn hồi đầu nữa, vì họ nói nghĩa là cuộc đời của họ đến đó là dấu chấm cuối cùng rồi, chết tới nơi rồi, vì sẽ bị xử trảm hay là tử hình. Cho nên dầu tâm có sám hối thanh tịnh, các nghiệp xấu vẫn còn y nguyên. Tôi xin lặp lại, nghiệp xấu còn y nguyên dầu cho tâm các bạn đã được thanh tịnh. Đó là chủ trương của Đức Phật theo đúng quy luật nhân quả. Còn các tổ sư Trung Quốc thì thường phương tiện để dẫn dụ thôi, mà phương tiện phải là chân lý. Cho nên là bài kệ 4 câu mà tôi vừa đem 2 câu đó, thì phần lớn có mặt ở trong các nghi thức tụng niệm của người Hoa tại Trung Quốc, Việt Nam và trên toàn cầu. Và cái bài kệ Hán Việt đó cũng được đưa vào trong nghi thức tụng niệm của các nghi thức âm Hán Việt tại Việt Nam. Khi soạn quyển nghi thức tụng niệm đó, tôi quyết định không đưa bài kệ này vì nó rất là tai hại. Mà nếu mà Phật tử tin vào cái bài kệ đó đó thì chẳng có tu học gì hết, làm tha hồ các tội lỗi rồi sám hối tâm cho thanh tịnh thông qua việc lại Phật thì tội tiêu vong. Nó giống y hệt như là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đang ghi theo đạo Phật đó, muốn chuyển nghiệp em muốn hết tội thì phải chuyển nghiệp, nó thuộc về nhân quả. Còn sám hối thì mới giải tỏa tâm lý thôi,
để nó giúp cho chúng ta quay trở về được cuộc sống tâm mình, nó được bình an, không còn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang nữa, mà mình tin rằng là có thể làm lại cuộc đời, mở ra một chương mới tươi sáng hơn bằng những nỗ lực rất tích cực có giá trị, đẩy lùi và kết thúc được các kiếp sống cũ trong quá khứ.